Xin chào các bạn, ở video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước để có thể thêm mới được danh mục tin tức. Trên trang chủ của hệ thống quản trị thì các bạn sẽ vào nội dung và vào danh mục tin tức. Tại đây thì các bạn sẽ ấn thêm mới. Đầu tiên chúng ta sẽ ghi thông tin chung cho danh mục. Ví dụ chúng ta ghi tên danh mục đó là cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất. Chúng ta chọn danh mục tra là top. Và chúng ta ghi mô tả cho danh mục. Chọn thứ tự hiển thị. Và sau đó chúng ta ấn vào cập nhật. Sau khi cập nhật xong thông tin chung cho danh mục tin tức thì chúng ta sang tab thiết lập sale. Tại đây thì các bạn có thể ghi tiêu đề trang, các cái thẻ từ khóa và mô tả để hỗ trợ cho việc sale danh mục sản phẩm. Tại tab danh mục sản phẩm liên quan, tức là khi mà các bạn tại tab này thì dưới mỗi tin tức các bạn muốn có các cái sản phẩm liên quan đến tin tức thì chúng ta sẽ tích lựa chọn các cái danh mục sản phẩm liên quan. Ví dụ chúng ta lựa chọn áo sơ mi, quần jean và sau đó chúng ta ấn cập nhật. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước để có thể thêm được danh mục sản phẩm liên quan cho tin tức. Ví dụ trên trang tin tức và một tin tức cụ thể thì chúng ta có thể bật chỉnh sửa module. Sau đó chúng ta ấn vào thêm module. Tại đây các bạn sẽ chọn loại module đó là hiển thị sản phẩm tùy chọn. Chúng ta ghi tên module, ví dụ là sản phẩm. Lựa chọn vị trí ở giữa và chúng ta ấn vào cập nhật. Tại đây thì chúng ta kéo xuống dưới tin tức thì các bạn có thể nhìn thấy danh mục sản phẩm liên quan mà chúng ta đã chọn ở trong phần thêm danh mục tin tức. Sau khi đã điền xong các cái thông tin và cập nhật, chúng ta sẽ ấn vào lưu. Để tiếp tục thêm mới cho danh mục cấp 2, cho danh mục sản phẩm cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất thì có thể chúng ta sẽ ấn vào thêm mới. Tại tab thông tin chung thì chúng ta sẽ ghi thêm tên danh mục, ví dụ như là thời trang, về trai. Chúng ta chọn danh mục tra đó là cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất. Ghi tên các cái mô tả cho danh mục. Chọn thứ tự hiển thị là 1. Sau đó chúng ta ấn vào cập nhật. Và chúng ta có thể có các cái thiết lập sale cho danh mục hay là các cái sản phẩm liên quan đến tin tức. Và sau đó chúng ta ấn vào lưu. Thì như vậy trên đây là các bước để các bạn có thể thêm mới được danh mục tin tức. Để thêm mới các cái danh mục tra cũng như là các cái danh mục con thì chúng ta sẽ làm theo các bước tương tự.